Tony Quỳnh hỏi anh ơi, sao bạn em nhiều người đeo dấu thiên tâm bị tim đập nhanh mệt sao vậy anh? Tại vì những người đó đã có cái trược khí trong người nhiều, hoặc là có dâm linh bám theo lâu nay, nhất là những người giàu có rồi đi vô nghĩa địa đi đám ma người này người kia, dâm linh nó bám theo. Khi mà mình đeo cái dấu hiệu thiên tâm á thì vong linh á, nó giống như là mình đuổi nó đi á, mình không có muốn nó gần tới, tại nó có duyên với cái người đó, thì thành ra nó cứ có những cái hiện tượng như vậy. Tại vì cái dấu này rất là linh thiêng, chống mình không có thể nói này người ta bắt lỗi nó ở này chống Covid, nhưng mà thật sự Covid nó cũng là âm binh á, nó gặp cái này nó né. Thì cho nên thời gian đầu á thì nó sẽ gặp nhiều cái triệu chứng. Nói thì cái anh này anh hỏi vậy đó, tại sao đập đeo dấu thiên tâm mà tim đập mạnh là do cái người đó có trược trong người. Bây giờ giống như anh đem cái thằng ở dơ, thằng hút xì ke homeless mà anh thấy nó đi tắm nước lạnh nó chịu tắm không, cũng giống tương tự vậy đó. Lê Hồng Thám hỏi chào anh Kiệt, mong anh Kiệt quá chừng hôm nay mới thấy, chúc anh Kiệt sức khỏe, mong anh nhanh chóng về Việt Nam để giúp đỡ người dân Việt Nam và đất nước phát triển. Kiệt có một đống công ty Diêm Mạch làm ăn chung với Kiệt, nó rất là muốn vô Việt Nam nhưng nó không có tin tưởng cái luật lệ của mình, cho nên mấy đại ca và anh phải suy nghĩ làm sao cho Kiệt cái vé máy bay về, rồi Kiệt mới bàn kỹ lại, Kiệt mới mời nó vô. Thì công ty của Mã Lai với Trung Cộng hay là những cái nước lân cận nó mới bay vô Việt Nam được, thì Kiệt quen với mấy anh này. Nhan Trần hỏi anh nói thêm về người thành tinh là ai và họ đang giúp mình phải không? Chú Kiệt họ chắc mấy ha, ngộ ha, mấy đứa nhỏ nhỏ nó không có hiểu về Phật mà khoái nghe về người thành tinh này, nghe khoái coi mấy cái náo động trên mạng xã hội mà gọi là tiếu tiếu, còn tu tập thì mấy cháu không chịu tu. Nhưng mà mấy cháu muốn hỏi thì chú nói, tại vì tương lai của nước Việt là mấy cháu nắm, người thành tinh sẽ giúp cho mấy cháu có một cái kỹ nghệ cao cấp. Giống như bây giờ F-35 thì Mỹ nó chế, nhưng mà người hành tinh nó nói ok, rồi nước Việt Nam cháu tên gì đây ta, Nhan. Người hành tinh sẽ giúp Nhan chế một cái chiếc đĩa tròn, bay tới đâu á bỏ bỏ cái năng lượng xuống, bỏ cái laser xuống, thì không có chiếc máy bay nào mà bắn lại lủng hết trơn á. Là lúc đó nước Việt giàu, nó chỉ mình nhẹ nhàng thôi. Người hành tinh đó là ai? Người hành tinh cũng là con của Thượng Đế ở những sao Hỏa hay những sao kia. Ngày xưa con người mình sống từ sao Hỏa rồi mình mới chuyển xuống đây, ở trên kia cũng còn nữa. Khi cái nhân loại mà văn minh nhiều á, mình không cần xác phàm, mình chỉ cần cái chân thành thôi là mình có cuộc sống rồi. Thì lúc đó mình cũng chân thành, vẫn là tu tập nha, ma quỷ ở bên cõi kia cũng tu tập, thì lúc đó mình mới được về cõi trời. Thì người hành tinh hôm nay với vô nó ở đầy trong trái đất mình nè, nó đang canh từng chút. Mỗi lần nghe nó nói chuyện xuống, mình thì mình không hiểu, chứ thật sự tất cả lãnh đạo trên thế giới á là nó đều có liên hệ hết. Hey, tụi mày khoan ở đánh nha. Hey, Trung Cộng, Tập Trung Bình, khoan nha. Mày không có được đánh bậy nha. Mà cà chớ mà tao xì cái ánh sáng xuống ngay cái Bắc Kinh của mày là mày xong á. Cho nên hồi từng rồi á, nó mới dằn mặt, cũng giống như xưa Trung Cộng dằn mặt bỏ hết tất cả cái virus mà hát vô phi trường Hà Nội gì đó để cho mình đừng có bay gì nữa. Thì người hành tinh nó cũng làm y chang như hồi xưa Trung Cộng mấy năm trước á làm ở ngoài Hà Nội. Thì thằng Facebook nè bị mất 50 60 tỷ rồi từng rồi á, là giống như người hành tinh nó làm á. Tại mỗi một cái thành phố mình á, nó có một cái chỗ mà như cái cầu điện vậy đó, thì nó chỉ cần tắt cái đó thôi nguyên thành phố là tắt. Bây giờ nó muốn tắt điện hết trái đất này, hoặc là tất cả những satellite mà trên không gian á, điện thoại rồi nè, wifi rồi nè, mạng rồi đó, nó cúp một cái một à, đối với nó là đồ chơi. Nên con sau này chắc có thể có khả năng tiếp xúc người hành tinh á, nhưng mà người hành tinh họ không có nói chuyện nha, họ nói bằng cái tâm, giống như truyền tâm.